Mission Palm, trung tâm chăm sóc sức khỏe tại Westminster, cung cấp dịch vụ y tế và vật lý trị liệu cao cấp 5 sao cho cá nhân sau chấn thương, phẫu thuật hoặc bệnh nặng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị cảm thấy yên tâm, thoải mái với các dịch vụ chăm sóc tân tiến nhất. Mission Palm tự hào phục vụ cộng đồng người Việt hơn 20 năm. Hàng ngày với các thực đơn Việt Nam có những chương trình giải trí tôn giáo cho người Việt, đội ngũ y tá và nhân viên Mỹ Việt chuyên nghiệp. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị gọi cho chúng tôi 714-892-6686. Nguyên Anh xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của đài truyền hình VBS trên băng tầng 57.6 và trên hệ thống worldwide trên toàn thế giới. Và kính thưa quý vị, hôm nay chương trình của Mission Palm Healthcare Center, tức là trung tâm điều dưỡng và sức khỏe của Center đó, mà trong phòng máy của chúng tôi ngày hôm nay đó có cô Kim Đỗ đại diện cho Mission Palm. Anh chào Kim Đỗ. Dạ, thưa kính chào anh Doanh. Rồi anh em mình lại gặp về nói chuyện về các bác lại hôm nay nữa. Vâng. Vâng, thì đó thì cô Kim cũng biết rằng đó thì trong những cái tháng vừa qua đó thì đài VBS rất là gần gũi với Mission Palm. Dạ. Đó. Thì anh đã từng xuống đã làm một cái event gì đó quay tổng thể rồi. Dạ, vâng. Để cho quý vị khán thính giả gần xa có một cái tầm nhìn về cái Mission Palm. Dạ. Đó. Thì thưa quý vị, thì quý vị cũng biết là bây giờ cái Covid-19 càng ngày thì nó bắt đầu nó thu hẹp lại được. Là vì chúng ta đã có thuốc chích chủng ngừa. Quý vị cũng thấy, nếu mà quý vị cứ coi trên màn hình, quý vị thấy là Nguyên Danh đi vào trong đó interview mấy bác ở trong đó đó Kim. Yeah. Dễ thương. Là mà mấy bác đó là trước đây đó là bị Covid đó. Yeah. Cho nên là đã được chữa trị ở bệnh viện, xong rồi đưa về điều dưỡng sức khỏe tại Mission Palm. Yeah, đó. Thì mấy bác vô đó, nhân viên và mấy bác đó, anh thường thường là chích hết bên trong đó rồi. Là 2 lần. Đúng. Thì tất cả rất là an toàn, lo cho các bác và an toàn sức khỏe. Rồi anh thấy đó, anh vô thì nhiều khi phỏng vấn các bác thì các bác nói thật sự thôi. Dạ vâng. Ừ. Thì đó em cũng thấy là cái hôm đó đó anh vào thì để cho tôn trọng quý khán thính giả đó, Nguyên Danh đâu cái đeo mask đâu. Dạ không. Tức là riêng Nguyên Danh đó. Dạ. Còn cho các bác ở trong đó thì có những cái yếu thì là cũng có cái sự yêu cầu của Mission Palm là các quý vị cũng phải đeo mask. Dạ, nhưng mà hôm đó Nguyên Danh muốn vô để chứng tỏ cho quý vị biết rằng ở Mission Palm bây giờ đó là nó đã ổn định hết tất cả rồi. Dạ, vâng. Vâng, đó. Thì chút xíu nữa đây thì Nguyên Danh sẽ với cô Kim sẽ trình bày thêm những cái sinh hoạt ở trong đó. Nhưng bữa nay đó là cái ngày mà sắp tới cái ngày mà lễ tháng 5 là lễ mẹ. Rồi cái tháng 6 là lễ cho cha. Dạ thưa vâng. Thì theo như mọi năm thì anh thấy trong những ngày đó rất là vui, rất là nhộn nhịp. Dạ vâng. Tức là không riêng gì các bác ở trong đó mà người thân ở trong gia đình vô thăm cái trong những ngày đó. Thì qua những cái kinh nghiệm đó thì xin Kim cũng trình bày cho quý vị thính giả. Dạ, thường thường là ngày cho mẹ, cho cha, các hội đoàn vẫn vào thăm các bác, rồi ca nhạc, rồi có những cái chương trình events khác nhau đó thưa anh. Vâng. Rồi với lại các gia đình con cái vào thăm bố mẹ mình. Thì mấy cái ngày đó lúc nào tụi em cũng tổ chức cho các bác ở trong đó. Và tất cả các anh chị bên ngoài nữa, hội thiện viện bên ngoài đi vào giúp vui cho các bác nữa thưa anh. Thì vâng, lần trước anh vào đó anh thấy các bác các anh chị hát rồi rất là vui. Yeah. Thì các bác thực sự ra các bác ở đó vẫn vui hơn là ở nhà thưa anh. Đúng rồi. Dạ, dạ. Tại vì cái sinh hoạt đó có người này nó kia trò chuyện. Dạ. Chứ còn ở nhà khi mà các con đi làm vắng á thì cứ lủi thủi một mình. Vâng. Nhưng mà đây là một cái vấn đề tâm lý đó Kim. Dạ. Là anh thấy rằng là khi mà không những là trong cái mùa Covid này mà trong tất cả những các khi các quý vị mà lớn tuổi rồi đó. Yeah. Phải có một cái tâm hồn nó được thoải mái. Yeah. Không để cho bị stress hoặc là depression. Yeah. Tại vì mình ở nhà cứ luẩn quẩn một mình đây, ngay cái bản thân của mình đây buồn cũng vậy lắm, nó buồn. Yeah. Và khi mà cái sự buồn nó đến đó nó làm hao tổn cái sức khỏe. Vâng. Và làm mất đi cái sức đề kháng của, vâng, của mình. Mà trong đó tụi em đặc biệt là tụi em có cái giờ giấc đâu nó vào đó thì các bác lại khỏe hơn nữa. Như buổi sáng tụi em ăn sáng xong rồi có giờ đi tập thể dục hay đi sinh hoạt. Rồi về lại nghỉ trưa rồi là bắt đầu sinh hoạt rồi tập thể dục.
tụi em có cái routine, có cái lịch trình mỗi ngày cho các bác. Thì em nghĩ cái đó nó rất là tốt. Còn ở nhà như các bác, mình thì đi làm, con cháu đi làm hết, thì các bác chỉ ăn với ngủ, thì nhiều khi cũng không có một cái sinh hoạt nào ở nhà nữa thưa anh. Mà trong khi đó con cháu mình ở chỗ làm nó cũng lo nữa, không biết là bố mẹ mình ở nhà có chuyện gì nữa hay không. Đúng. Thành thử tốt nhất là mình, nếu mà có bố mẹ ông bà mà yếu thì nơi đây là một nơi tốt nhất để cho người ta chăm sóc cho người thân của mình. Và buổi chiều mình đi làm ra hay là tức cái giờ nào mình rảnh thì mình ghé ngang mình thăm thôi thưa anh. Cái đó là một điều rất là tốt thôi. Dạ vâng. Và chính ngay cái bản thân trong gia đình của Nguyên Doanh ấy, thì cũng đã có người nhà và cũng chắc Kim cũng biết đó, cũng đã nằm ở trong đó và Nguyên Doanh rất là tin tưởng ở trong đó. Vì trở lại với cái vấn đề mà ví dụ như tới những cái thức ăn đó mà bình thường á, ban ngày ngày thường á thì nó cũng đều đều theo như cái menu mà bác sĩ đưa ra. Còn nếu mà trong ngày lễ mẹ hay là lễ cha đó thì những cái đồ ăn nó có được ngon hơn hay là như thế nào, đặc biệt thì hơn? Cũng có đặc biệt hơn chứ anh. Thường tụi em hay có đãi tiệc rồi mời thân nhân đi vào ăn chung với bố với mẹ mình. Đó là năm nào tụi em cũng vậy, mà đặc biệt có cái năm vừa rồi Covid thôi thì bị cách ly thôi. Đúng rồi. Nhưng mà năm này tụi em cũng từ từ tụi em giảm dần hết cái guideline của chính phủ hết rồi, rồi thì bắt đầu lại đi vào trở lại bình thường rồi thưa anh. Vâng. Rồi qua cái lĩnh vực tôn giáo đó Kim, thì là thí dụ như là có các thượng tọa hoặc có các linh mục về vô thăm không? Dạ thưa vâng, rồi bên Công giáo, Phật giáo, Tin Lành, rồi từ từ rồi vào lại được hết rồi thưa anh. Thì đó, tại vì cái yếu tố tinh thần nó cũng là quan trọng. Với các bác cũng lớn tuổi, có nhiều khi các bác cũng cần cái sự mà quan tâm của vấn đề tôn giáo đó. Thành đó thì như Kim mới nói là tất các tượng tọa với là linh mục cũng có vô để làm phép hay là làm thăm hỏi đúng không? Dạ. Rồi các anh chị ca hát ở bên ngoài, thiện nguyện viên ở bên ngoài vào. Bây giờ nó từ từ cái guideline mở hết rồi. Như anh thấy đó, bây giờ hàng tuần, tuần nào cũng có đó anh, là buổi sáng và buổi chiều là hai cái tôn giáo Phật giáo hay là cái ca hát các anh chị vào đó, là có cái lịch trình là buổi sáng và buổi chiều là có hai group khác nhau để vào giúp vui cho các bác. Vậy đó. Vâng. Tức là ngày thường chứ không phải riêng ngày thường cũng có và cuối tuần cũng có thưa anh. Vâng. Every day, mỗi ngày hết. Rồi trong khi đó, ở trong những cái phòng ngủ của các bác ở trong đó đó, anh thấy phòng nào cũng có truyền hình hết trơn. TV phòng nào cũng có TV và có cái channel Việt Nam thưa anh. Từ em nghĩ là 10 cái channel khác nhau, người Việt Nam at least đó phòng đúng anh. Đúng rồi. Dạ, em thấy mỗi bác cứ bấm, em đi cái phòng này thì em thấy các bác bấm cái TV cái đang nói về vấn đề này, em đi phòng khác thì em thấy các bác đang coi về vấn đề khác. Dạ, thì là 10 cái channel khác nhau at least anh. Vâng, với hôm đó thì anh đi tới thì anh thấy là tất cả những cái báo chí thì cũng được Mission Farm cung cấp, như là báo Người Việt hoặc là để các cụ xem đi ra phía outside, ra phía bên ngoài đó, vừa tắm nắng mà để vừa đọc sách với là đọc báo. Thì em có order 2-3 chỗ báo khác nhau đó anh, để cho các bác đọc thường xuyên mỗi ngày, họ deliver, họ đưa giao tận hết anh, mỗi ngày hết. Không thì anh thấy cái sinh hoạt trong đó rất là chu đáo từ A tới Z luôn đó. Đó thì đã nhiều lần Kim với là anh Nguyên Doanh đã trình bày đến với quý vị tất cả những sinh hoạt ở trong đó đó. Thì bác sĩ, từ bác sĩ, y tá, rồi nhân viên điều dưỡng và những người phục vụ ở trong đó đó, người nào cũng vui vẻ hết trơn á. Thực sự đó, mình cứ nghĩ chứ, ví dụ như bố mẹ mình già, mình ở nhà có nhiều lúc đó, mình bị sức ép vào công việc. Rồi có nhiều khi bố già, thường thường những người già thì hay khó tính. Đó, bắt bẻ đủ thứ tức mình khó chịu. Nhưng mà đi vô trong đó, nhưng anh thấy là các bác có người trò chuyện, nói chuyện, rồi đi ra ngoài outside, rồi tắm nắng, rồi đọc báo. Và một cái tốt nữa đó, kính thưa quý vị, là nguyên anh thấy đó, là ngoài cái vấn đề mà chăm lo sức khỏe cho quý vị ở Mission Farm, thì có cái rehab. Đó. Rất là tốt thưa anh. Đúng rồi, anh thấy. Thì là có những cái bác mà chân yếu chẳng hạn đó, thì có những cái chuyên viên điều dưỡng, họ dắt đi, họ tập từng cái thao tác một đó. Họ trong cái lĩnh vực đó anh, họ chuyên viên chuyên môn về cái lĩnh vực đó, thì họ có dụng cụ, họ biết cách đi, họ biết cách tập cho các đúng bác rồi.
chứ còn ở nhà mình đâu có dụng cụ gì đâu thưa anh. Yeah. Với lại mình có đi chăng nữa mình cũng không có trong cái nghề của người ta. Đúng thành rồi. Thử mình không biết cách làm sao mà tốt nhất cho người thân của mình. Dạ yeah, vâng. Vâng. Đây là cái vấn đề tâm lý á Kim. Dạ. Yeah. Thấy anh nghĩ như vậy, có nhiều khi người ta xin đùa quý vị một chút xíu, người ta nói là gần bùa thì gọi bụt bằng anh. Yeah. Thì có nhiều khi các bác ở nhà với gia đình của mình á. Vâng. cũng mua được, những gia đình có những cái điều kiện cũng mua tất cả những cái đồ để mà cho các bác làm, nhưng mà rồi không có ai chung quanh làm hết anh, thì các bác cảm thấy cũng chả muốn làm gì với là anh nói là gần bùa gọi bụt bằng anh là vậy. Yeah. Thấy ở đây con mình đó, nhiều khi mệt trong người đó. Vâng. Ta không tập. Vâng. Mình cũng im lặng chứ mình đâu có dám, nhưng mà khi mà vô đó nó trở thành một cái guideline. Vâng. Là tới giờ. Vâng. Là các quý vị phải đi tập. Với lại các bác lại nghe lời nhân viên ở trong đó hơn là ở nhà. Đúng rồi. Nhiều khi con cái ở nhà, con cháu ở nhà nói thì các bác coi thường lắm. Vâng, dạ đúng. Đó. Nhưng mà người nhân viên ở trong đó nói thì các bác lại nghe. Dạ. Yeah. Đó, như vấn đề ăn uống, như anh đã có người nhà anh đã biết đấy, là hồi khi ông cụ lớn tuổi đó. Dạ. Thì răng cổ thì cũng không còn nữa, là mình làm đồ ăn cho ăn á. Yeah. Rồi Kim thử hỏi với bún bò mình phải xay thì ai ăn được. Mà không xay thì các cụ đâu có nhai được đâu. Mà xay ra thì dụ rồi mình ở nhà thì nấu bún bò. Yeah. Rồi có hôm bận quá đâu có nấu được, ra. Yeah. Tiệm mua. Thì mỗi tiệm thì nó có những cái khẩu vị nó khác nhau, không. Yeah. Có vừa quý vị không ăn. Vâng. Tao không ăn. Đó. Đại khái đó anh là về tâm lý đó. Đúng là rồi. Các cụ buồn ở nhà bực bội trong. Đúng lòng rồi. Thì nói lung tung vậy thôi chứ. Yeah. Thực ra rất là ngon. Đúng rồi. Chứ chẳng có gì hết. Nhiều khi bên trong tụi em cũng vậy, nhiều khi nấu cũng bình thường, cũng theo cái dietitian, theo cái lối bệnh viện cũng bình thường, chẳng có cái gì hết, nhưng mà tại vì các bác đông vui thì thấy ăn như vậy là ngon. Đúng. Nhưng mà thực ra là cũng bình thường thôi, mình ăn theo cái dietitian của bệnh viện mà. Đúng chứ rồi. Đâu mình ăn theo cái menu ở nhà đâu anh. Đúng rồi. Thành thử ra cứ đông là nó ngon thôi, chứ thật. Đúng ra rồi. Nó cũng là như vậy thôi thưa anh. Tới giờ ăn đó thì anh cũng không để ý lắm, nhưng mà tới giờ ăn á thì mình các cụ ăn chung hay là ăn à, tùy anh, nhiều các bác là muốn ra cái phòng ăn, còn. Ừ. Nhiều bác ăn muốn ăn tại phòng. Ồ. Thì tùy, các bác nào muốn ăn ở trong phòng thì các bác ăn ở trong phòng. À. Còn không thì các bác ra ngoài ăn chung với tất cả các bác khác để được nói chuyện. Điện ấy rồi. Mà nhiều bác thì nói là thôi tôi ăn ở đây rồi tôi coi tivi. À. Đại khái nó như vậy. Đó. Còn chiều hơn là ở con cái chiều ở nhà nữa. Dạ thưa vâng. Anh thấy cái điều đó nó rất là tốt. Dạ. Mà sáng nào cũng vậy thì là các bác sĩ đều đi các phòng để mà xem. Dạ. Các có những y tá họ thấy là bác này bữa nay nó hơi có cái điều khác ý một chút xíu. Dạ. Là bác sĩ tới lo chăm lo sức khỏe. Dạ. Liền. Một cái điều đó anh thấy là quá tốt đi. Còn nếu ở nhà đó, mình đi làm cũng lo bố mẹ ở nhà không biết. Yeah. Làm sao rồi có mua những cái máy báo động để có té nhức đầu và bây giờ mình đang ở chỗ làm mình lận biết công việc mình cũng chẳng làm gì hơn được anh. Vâng. Yeah, thì à. Cái đó là một cái nỗi lo thôi. Vâng. Vâng. Thì các bác ở trong đó hàng ngày các cô y tá đều check up huyết lên. Ừ. Xuống như thế. Ừ. Nào rồi có cái gì là các cô gọi bác sĩ rồi có nhân viên ở đó họ lo cho mình. Yeah. Ngay lúc đó, chứ còn mình bây giờ ở nhà chiều tối mình mới về. Vâng. Chiều tối mình mới về thì mình cũng đã mệt rồi anh. Yeah. Chứ mình cũng không có ấy nữa đó. Đây, thành ra quý vị thấy không, những cái điều mà cô Kim và Nguyễn Danh vừa mới trình đến quý vị nó rất là tế nhị, nó xảy. Vâng. Ra rất là đời thường ở trong. Vâng. Nhà. Ví dụ như vấn đề tắm rửa cũng vậy. Vâng. Đó, Nguyễn Danh thấy ở trong đó là tắm rửa thì cũng có những cái người có mấy cái xin lỗi anh, có mấy các bác tắm đều phải có mấy cái ghế mà để cho các bác ngồi, mà thường thường ở cái phòng tắm nhà mình nó có cái bậc bước qua. Ừ. Đan ở. Ừ. Trong đó không có. Ờ đúng rồi. Thành thử nó rất là an. Dạ, toàn cho các rồi. Bác ngay cái khúc đó thì có cái xe bác ngồi lên. Ừ. Và đẩy vô. Ừ. Trong cái bồn tắm. À. Thì nó không qua cái bậc nữa anh. Vâng. Thì cái đó nó rất là an toàn cho các bác. Thì à. Cái đó là em thấy, chứ còn ở về nhà đó nhiều các bác phải ấy qua cái bậc cái. À. Bồn tắm đó anh, nó. À. Phải bước qua, nhưng mà các bác nhiều khi cái chân tay đâu có khỏe. Vâng. Mạnh nữa mà bước. Đúng qua rồi. Thì bước qua nó rất là nguy hiểm. Đúng rồi. Một là nó trơn, một nó té. Yeah. Đó. Thì cho nên ở. À. Nhà như Kim vừa mới nói là. Ừ. Ở nhà thì cái bồn tắm mình lúc nào nó cũng có cái bậc cao lên. Yeah. Là phải bước qua. Yeah. Đó, mà các bác nó khổ như vậy, nó có một cái điều tế nhị nữa kính thưa quý vị, nó xảy ra đời thường mà Nguyên Doanh đã từng đã trải qua rồi.
Thí dụ như bây giờ bố mình bị bệnh đó, mà có nhiều khi các cụ tắm không được, mà ví dụ như là mình là con trai bận đi làm thì nói thôi để vợ con tắm cho bố, không chịu nhá, Không chịu, các cụ mắc cỡ không chịu. à? Hoặc là hay 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 là mẹ vợ chẳng hạn, chẳng hạn tự như là vợ Không được. mình thì bận thì mình bảo thôi để con tắm cho mẹ, không được, không chịu Không chịu. đó. Nhưng mà vô trong đó đó thì các chuyên viên đã có những cái phương pháp rồi, tắm đàng hoàng. Nếu mà các cụ nào yếu quá đó thì có người giúp để cho tắm rửa sạch sẽ đó. Vâng. Và anh thấy ở trong đó là một cái tốt nữa là quần áo của các bác á, là được giặt đủ sạch sẽ và để ở trong những cái closet xong đó để các bác dùng Dạ vâng, đó phòng nào ra phòng đó, bệnh nhân nào theo bệnh nhân đó. đó, rất là tốt anh, cảm thấy còn hơn là ở nhà. Mà tuyệt đối là bên này là quá thiên đường, là mình đưa các bố mẹ thân nhân mình vào là chính phủ họ lo, họ trả tiền, mình đâu có trả gì đâu anh. Cái đó là cái chính. Đó. Chứ bây giờ mình cứ nói mình trả 5, 7 ngàn, 8 ngàn, 10 ngàn đô một tháng, đã rất là nhiều tiền thưa anh. Đó, thí dụ như bây giờ đó mình cứ sợ là cứ có một cái danh từ cứ nói ở bên này, cứ Việt Nam cứ nói đưa ra viện dưỡng lão rồi thì các cụ bị ám ảnh, các cụ sợ. Mà thế nếu ở nhà, nếu thí dụ như mà bây giờ đó mình thuê một cái người về để phụ á, thì cũng chưa chắc đã được như ở trong Mission Không Farm. được. Mà bây giờ đó, bây giờ mình mướn một cái người về đó thì theo như anh được biết đó, không rẻ lắm đâu, ít nhất cũng phải là từ 2.000 đồng trở lên một tháng đó, Mà một ngày là 24 một tiếng thưa anh, tiếng đó 24 tiếng là 3 ca, đó. là đối với tụi em là 3 ca, chứ không có phải là một người đó mà canh 24 tiếng cũng không chịu nổi. Chứ ở nhà cũng vậy đó, thí dụ như người ta làm, thí dụ như mà từ sáng cho tới chiều người ta đi về nhà, tối người ta đâu có take care đâu Đúng. đó, rồi tối thì mình đi các con cá đi làm về mệt cứ gọi đó. Anh thấy có nhiều các bác mất một cách rất là tự nhiên, tại vì lúc đó là cái cơ thể của mình á, nó các bác nó cũng như một cái cỗ xe nó lâu ngày rồi, biết không đó, thì lúc mà trời đất gọi về thì đâu có biết là sáng trưa chiều tối kinh đeo thành ra. Nhưng mà ở trong Mission Farm mới kính thưa quý vị là hàng đêm đều có những bác sĩ y tá ở trực, họ đi qua các phòng đó. Tại vì Kim biết là hồi xưa đó là nhà anh á là ở gần với Mission Farm lắm, tức là đối diện với DMV Vâng. Thành thử em cứ thấy anh lui tới hoài. đó. Thì cái tối đó anh nằm, mà mỗi lần đó mà anh nghe xe cứu thương á mà nó hú còi là anh nó rời đó đó, tại vì nó anh là gần quá mà đó. Với hơn nữa là xung quanh đó có những cái nhà cho các cụ già ở đó, cơ housing đó đó, vừa là trong đó có cả khu đó có cả bệnh viện rồi nhiều lắm. Đầy đủ hết anh, có một cái bác sĩ châm cứu ở gần bên, sát bên, rồi nhà thương, rồi nhà người già, rồi mấy cái nhà housing cho mấy bác lớn tuổi, thì nó có đầy đủ hết. Thì nơi đây là một cái nơi tốt nhất để mình đưa người thân mình vào thưa anh, là an toàn để cho các con cháu ở nhà được an tâm đi làm, thì là nơi tốt nhất như ạ. Đúng như vậy đó, mà nó lại nằm ở trong cái thành phố Westminster Ngay nữa, cái cộng đồng Việt Nam ngay của cộng mình đồng Việt hả? Nam nữa. Mà nơi của em là người ta là khách sạn 5 sao, tụi em là khách Đúng sạn, tụi đúng em cũng là 5 sao mà là cái khu phục hồi sức của sức khỏe. khỏe Dạ đó, đúng vâng, đúng rồi, đó. anh biết chứ, vô cho nó sạch sẽ lắm. Sạch Thì kính thưa sẽ. quý vị, để quý vị liên lạc với Mission Farm như là những cái câu chuyện mà cô Kim Đỗ với Nguyên Doanh đang trình bày với quý vị đó, thì quý vị cần những cái thông tin nào thì quý vị ghé gọi cho văn phòng của Mission Farm Healthcare Center là cái số phone 714 892 6686. Nguyên Doanh xin nhắc lại một lần nữa, ở văn phòng, số văn phòng đó là 714 892 6686. Và nếu có quý vị mến và trân trọng cô Kim Đỗ đó thì gọi trực tiếp cho cô, thì cô cũng sẽ hỗ trợ và sẽ giải quyết tất cả những cái thông tin cho quý vị. Thì cái số điện thoại của cô Kim Đỗ là 714 867 3081. Nguyên Doanh xin nhắc lại một lần nữa là 714 867 3081. Và Mission Farm là một cái nơi là trung tâm điều dưỡng sức khỏe cho quý vị, thật là đẹp, thật là tốt và nghĩa là đầy đủ theo cái phương pháp Nhu cầu của các quý vị. của quý vị. Và
Và trước khi chấm dứt chương trình, xin mời cô Kim Đỗ gửi lời chào đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình. Vâng, thưa một lần nữa, Kim Đỗ xin kính chào quý vị. Và nếu các quý vị nào có thắc mắc, câu hỏi nào thì xin gọi cho Kim Đỗ. Như anh Doanh đã cho cái số điện thoại đó là ở chỗ làm là 714-892-6686. Còn cái số cầm tay của Kim Đỗ là 714-867-3081. Và xin kính chào quý vị và chúc quý vị một ngày thật an lành và hạnh phúc ạ. Dạ vâng, cô Kim Đỗ và Nguyễn Doanh xin lưu luyến chia tay cùng quý vị và hẹn lại quý vị trong cái chương trình của Mission Farm lần tới. Và kính thưa quý vị vẫn giữ làn sóng VBS trên băng tầng 57.6 và trên worldwide, hệ thống worldwide trên toàn thế giới đó, để tiếp tục theo dõi những chương trình thường xuyên của đài. Xin thật cảm ơn và tạm biệt quý vị. Xin kính chào quý vị.